VTV xin kính chào quý khán thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự của chúng tôi. Kính thưa quý vị, chiến hạm Quang Trung bị chết máy đột ngột, phải gấp rút về quân cảng Cam Ranh do mất liên lạc với tổng chỉ huy. Tàu khu trục tên lửa hộ vệ Quang Trung bất ngờ biến mất khỏi màn hình theo dõi vệ tinh AIS và các website chuyên theo dõi dữ liệu hàng hải. Tin tức này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới quan sát tình hình Biển Đông. Quả thật tín hiệu vệ tinh của tàu Quang Trung đã mất sóng làm cho người ta nghi ngờ là tàu đã gặp nạn. Sau khi kiểm tra các nguồn tin, Vô được biết rằng đã có những sự cố về máy móc khiến chiến hạm hàng đầu của Việt Nam vắng bóng trong những ngày qua. Nhà báo Chu Vĩnh Hải, người từng công tác tại Trường Sa trong lĩnh vực dầu khí từ Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trước hết cần phải biết rằng từ ngày 15 tháng 8 đã có hai tàu chiến của Việt Nam đã ra bãi tư chính Tại bãi tư chính từ tháng 7 năm 2019 đã có nhiều tàu cảnh sát biển Việt Nam gầm gà đối đầu với nhóm tàu của Trung Quốc. Nhà báo Chu Vĩnh Hải khẳng định rằng tôi có nguồn tin tương đối khả tín cho biết vào ngày 23 tháng 8 tàu chiến Quang Trung gặp sự cố về máy móc hoặc hệ thống liên lạc nên đã phải trở về căn cứ. Theo nhà báo Chu Vĩnh Hải thì tàu chiến Quang Trung 016 đã gặp sự cố máy móc ông không nói rõ đó là lỗi là gì và có thể là hệ thống liên lạc của tàu hệ thống liên lạc nội bộ và hệ thống liên lạc vệ tinh đã bị hư hỏng có người nghi ngờ rằng do những cú tông va cực mạnh từ phía tàu trung quốc làm cho chiến hạm quang trung không một số hấu phải gặp sự cố và đặc biệt là bị hư hỏng hệ thống liên lạc với vệ tinh đó cũng có thể là lý do mà tàu chiến này không còn tín hiệu ais và buộc phải nhanh chóng trở về lại quân cảng Cam Ranh. Cho đến lúc này vẫn chưa có thông tin xác minh và xác thực từ quân cảng Cam Ranh về việc tàu chiến Quang Trung có ra trận hay chăng. Nhưng như Vô TV đã đăng tải thông tin, chiến hạm Quang Trung đã được cho là xuất hiện tại bãi tư chính trong những ngày căng thẳng để bảo vệ chủ quyền tông và với các tàu của Trung Quốc, Tà xung hữu đột chỉ trong một thời gian ngắn thì có những sự cố, không hiểu đó là sự cố gì, bởi vì tàu chiến quang trung tương đối mới mẻ, đồng thời được trang bị một hệ thống mạnh mẽ vào dạng nhất Việt Nam hiện nay. Vào năm 2012, Việt Nam đã đặt Nga đóng hai tàu tên lửa Chibat 3.9, trước đó đã có thêm hai tàu, bổ sung thêm chức năng dò tìm và chống tàu ngầm. Được gọi là những trang bị Sona và có dàn phóng ngư lôi loại 513mm. Hai chiếc này đã làm xong và về nước vào cuối năm 2017, đầu năm 2018. Gồm có chiếc 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung. Chiến hạm Quang Trung được coi là một trong những tàu hộ vệ tên lửa hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Tàu truy bắt 3.9 dài 102 m lượng choán nước 2.200 tấn, thủy thủ đoàn tối đa 103 người, có tốc độ tối đa là 23 knot, tức là khoảng 42,5 km một giờ, tầm hoạt động là 9.200 km. Lá chắn phòng không chủ lực trên tàu 016 là hệ thống phòng không tích hợp Bama. Hệ thống gồm hai pháo bắn siêu thanh AOKD, mỗi pháo gồm 6 nòng, cỡ đạn 30 ly, tốc độ bắn 4.000 đến 6.000 viên một phút. 8 tên lửa phòng không tầm thấp Sotna, thế hệ R, tên lửa có tầm bắn 15 km, độ cao là 10 km hỗ trợ cho hệ thống Bama là hai pháo bắn siêu thanh AK-630 6 nòng, cỡ đạn 30 ly ở đuôi tàu pháo có tốc độ bắn tối đa là 5.000 viên mỗi phút. Tầm bắn hiệu quả là 4 đến 5 km. AK-630 được chế tạo cho nhiệm vụ phòng không đánh chặn tên lửa tiêu diệt xuồng đổ bộ của đối phương. Nó được ví von là lá chắn cuối cùng trên chiến hạm. Tàu còn được trang bị rất nhiều những vũ khí hiện đại thuộc diện hàng đầu Đông Nam Á theo như báo chí Việt Nam nói. Tuy nhiên, khi ra chiến trường tại bãi tư chính trên biển Đông không hiểu vì lý do gì mà tàu này lại mất sóng liên lạc. Có người nói tàu đã thất thủ và đồng thời buộc phải rút về quân cảng Cam Ranh. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng những ba chạm và những sự cố trên biển Đông, đặc biệt là sự hôn đúc tông va vào chiếc chiến hạm Quang Trung 016, không làm cho tàu này bị hư hỏng quá nặng nề. Hải Dương 8 và tàu chiến của giặc Trung Quốc đã vào tận vùng biển Phan Thiết. Tin tức đáng lo âu là giặc tàu đã vào cách bờ biển Phan Thiết của nước ta cho tới thời điểm hiện nay con số gần nhất là 166 km, thế là kẻ cướp đã vào đến ngõ của nhà mình. Nhà giáo Nguyễn Khắc Mai đã bình luận rằng đây là lãnh hải của Việt Nam theo luật pháp Mọi tàu thuyền có thể đi qua vùng lãnh hải của một nước Tàu chiến cũng có thể đi qua Nhưng bọc súng phải giữ nguyên không được mở ra Chỉ đi qua không được phép có bất cứ hoạt động trái phép nào Nhưng HD8 và những tàu chiến hộ tống của Trung Quốc Thì chúng đã vào bãi tư chính để thăm dò địa chất Nay lại mò vào tiếp sâu trong lãnh hải của Việt Nam Đó là hành vi ngạo ngược xâm lấn bờ cõi nước ta Hoạt động thăm dò trong vùng lãnh hải của Việt Nam vi phạm trắng trợn luật pháp của Việt Nam và của Công ước Quốc tế. Nhiều chính sách quốc tế gần đây đã cảnh báo về những hành vi côn đồ của Trung Quốc. Hành động của HD8 thuộc chính phủ Trung Hoa cung cấp thêm một chứng cứ cho nhận định trên. Trung Hoa đang hành động du côn trong quan hệ quốc tế ngang ngược như thế là những kẻ làm bá chủ Biển Đông không biết họ làm như thế để làm gì nữa chăng? Có thể câu trả lời đó là trung quốc làm thế để uy hiếp việt nam buộc việt nam không được hợp tác thăm dò khai thác dầu khí với bất kỳ ai ngoài trung hoa để thêm một nước tạo thành việc đã rồi trong cái tuyên bố chủ quyền lịch sử và đường lưỡi bò chuyến đạn của trung hoa và để tiến xa hơn trong giấc mơ của chúng và cũng bởi vì nếu để việt nam cứ cứng rắn lên Chúng sẽ tạo ra vô vàn khó khăn kinh tế chính trị xã hội, điều mà ai cũng đoán ra. Hành động ngang ngược của Trung Quốc cũng nhằm mục đích để nắn gân Mỹ. Gây khó dễ cho Mỹ, chỉ nói cứng thôi mà không có hành động gì thì sẽ giảm bớt niềm tin của châu Á, nhất là của một Đông Nam Á đang bập bênh và còn nhiều duyên nợ với Trung Cộng. Nếu Mỹ hành động cụ thể, Trung Cộng hy vọng sẽ tạo thêm khó khăn cho Mỹ trong khi sắp phải đối nội phải gia tăng cuộc thương chiến Mỹ-Trung đang leo thang và với cả những khó khăn thách thức khác từ trong nội bộ và những mặt trận khác. Trung Cộng xâm lấn lãnh hải Việt Nam cũng để gây chia rẽ Đông Nam Á thêm nữa, cố khẳng định rằng Việt Nam đang bị cô lập. Nếu Đông Nam Á không đàng hoàng lên, có tiếng nói mạnh mẽ hơn để cảnh cáo chính sách thực dân mới của Trung Quốc. Mà vị Thủ tướng già dặn Mahathir từng cảnh báo, thì Trung Quốc đã thắng được một phần. Nhưng cổ học Trung Hoa từng có câu, người tính không bằng trời tính. Trong tình hình thiên thời địa lợi nhân hòa hiện nay của thế giới và khu vực, thì Trung Quốc đang khát nước mà lại đi uống thuốc độc. Người Việt Nam không xuống đường, nhưng mọi người đều bấm bụng, sôi gan trước hành động xâm lược ngang nguyên của Trung Quốc. Chính quyền Việt Nam thì đang buộc phải cứng rắn lên, và họ cũng đủ khôn khéo để lựa thời. Thời điểm này, Trung Cộng đang khó khăn gấp bội chúng đang lúng túng đối phó với vô vàn khốn nạn. Chữ khốn nạn là chữ tàu nói về những khó khăn, còn chữ Việt Nam lại chỉ sự khốn cùng của nhân cách. Nhân tính, chưa bao giờ có nhiều người bên Việt Nam như hiện nay, cũng chưa bao giờ xu hướng cách chung gần Tây, lại mạnh như hôm nay, bọn thái thú nằm vùng đã bị vạch mặt. Bọn thờ tàu và giả vờ câu tiễn liễm cứt, Bọn này Tuy chưa cột đuôi hẳn, nhưng cũng như chó bị dội nước lạnh tìm cách giấu mặt, chưa dám ho he. Những người cầm quyền có lương tri, những đảng viên lãnh đạo thức thời hãy nắm lấy thời cơ này, hãy đẩy tới xu hướng cách Chung gần Tây, thân dân cứu nước. Hãy tổ chức một cuộc vận động lớn dư luận trong nước và quốc tế, tố cáo hành động sai trái của Trung Hoa ở bãi Tư Chính và vùng lãnh hải Việt Nam trong nước và quốc tế hãy tuyên bố thả tù nhân vì đấu tranh chống Trung Hoa xâm lược và mọi tù nhân lương tâm. Điều này là cần thiết và cấp bách. Nó nói lên thái độ cởi mở thân dân của nhà cầm quyền trong lúc cần thiết phải đoàn kết dân tộc. Cần gấp rút tăng cường nội lực trước hết là nhanh chóng thực thi những giải pháp kinh tài, xóa bỏ mọi rào cản đối với kinh tế tư nhân, tìm thị trường mới sẵn sàng đối phó với thủ đoạn kinh tế của Trung Hoa điều quan trọng cấp bách là xây dựng cho được thế trận lòng dân làm chỗ dựa tinh thần cho các lực lượng chấp pháp của việt nam hành động hãy hưởng ứng và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức nhóm xã hội mở rộng xã hội hóa cuộc đấu trí của trung cộng đang trở nên thù nghịch và nguy hiểm với đất nước chính phủ quốc hội mặt trận của việt nam hãy tình ngộ đi với dân để cứu nước nếu không làm được Đại hội 13 chỉ là con số xui xẻo. Người Mỹ nói đúng, Việt Nam phải tỏ rõ thái độ của mình. Thế giới đang chờ đợi một thái độ rõng rạc của Việt Nam. Hãy nói cho rõ thế giới biết Việt Nam đang đứng trước một kiếp nạn mới có tên là kẻ cướp Trung Hoa ở Biển Đông. Kẻ cướp bao giờ cũng sợ sự chống trả quyết liệt của chủ nhà. Chúng cũng rất sợ tiếng la làng, cướp cướp cướp, làng nước ơi, cướp cướp xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời sự tiếp theo